Thật là tuyệt vời khi mình được tử vi được gặp lại quý bác anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, mình được tử vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, buôn may bán đắt là một được 10, vận may liên tục kéo tới, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chính Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Sự thật tuyệt vời, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tổ tiên báo mộng. Bất ngờ nổ lộc trúng lớn, phát tài cực mạnh, đổi đời giàu sang sung sướng, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, cuộc sống luôn không dễ dàng, vô vàn thử thách chông gai, muôn trùng khó khăn mỏi mệt. Sẽ có lắm lúc tiền ta không có, mà tình ta cũng không một người ở bên. Sẽ có lắm lúc ta hoài nghi về nhân sinh, chán nản nhìn phía trước. Sẽ có lắm lúc ta như ở đáy sâu của dòng đời trôi nổi, ngày mai thả hồn đi lạc lối, gặp khó rồi chán nản, là tâm lý thường thấy của con người. Bước sang tháng mới, ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, công việc thuận lợi, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc, không ốm đau bệnh tật gì. Tuy không được giàu có về tiền bạc, vật chất như bao người thì cũng dư giả đủ đầy. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1959 thân mến, cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi. Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì mà hãy thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy bạn mới thực sự làm chủ được mình và được sống tự do, tự tại, chiêu mời được phúc khí, may mắn cũng sẽ đến. Và trong video ngày hôm nay, xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu vận số may mắn của con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, từ đó nắm rõ số mệnh của mình sẽ ra sao trong từ nay đến rằm tháng 7 này quý khán giả nhé. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc. Địa Mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh Mộc hay còn gọi là bình địa Mộc. Phần lớn, người mệnh Mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng với người mệnh nạp âm, bình địa Mộc đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh Mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì.
Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình, dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai, chỉ hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực. Buông xuôi trước thử thách, để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép, vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khác trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương, cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo giác, chịu khó chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Cuộc đời tuổi Kỷ Hợi nữ mệnh được hưởng nhiều điều tốt đẹp ngay từ khi còn trẻ, nhờ phúc phần từ bố mẹ,
bản mệnh có nhiều cơ hội tốt để xây dựng và phát triển sự nghiệp. Trung vận đã được hưởng phúc, càng về hậu vận, cuộc sống càng hạnh phúc và viên mãn. Trái với nữ mệnh, nam mệnh Kỷ Hợi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách ngay từ khi còn trẻ. Bên cạnh đó, trung vận cũng gặp phải không ít thử thách, chỉ khi đến hậu vận, cuộc sống mới thảnh thơi và an nhàn hơn. Bù lại những khó khăn trong cuộc sống công danh, sự nghiệp có nhiều triển vọng, nam mệnh Kỷ Hợi có số hưởng thọ từ 70 đến 75 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, sống chân chất, trung thực, họ có thể gia tăng niên kỷ. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy rằng đế vượng nhập mệnh là cơ hội tốt cho bản mệnh vận may ghé thăm con giáp tuổi Kỷ Hợi thời điểm này, hỗ trợ cho bạn có thể làm tăng tiến công danh tiền bạc. Bạn luôn không ngừng khai thác những cơ hội kiếm tiền nên có được thành quả này không có điều gì là lạ. Nhiều người tuổi Kỷ Hợi hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một vài món đồ bạn thích. Đừng quá chắt bóp chi tiêu khiến bản thân không cảm nhận được sự sung túc nào trong cuộc sống. Cho dù số tiền tiết kiệm của bạn vẫn đang tăng mỗi ngày, thậm chí một số người đã dành được số tiền tích lũy đủ nhiều để mua sắm nhà cửa, thay xe để nâng cấp cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng số tiền đã đề ra trong kế hoạch thôi nhé. Nếu mua sắm quá tay theo sở thích của mình, bạn sẽ phải gồng mình trả nợ trong nhiều năm. Những nỗ lực và cố gắng trong công việc của con giáp tuổi Kỷ Hợi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên, có thể có người nhận được cơ hội thăng tiến hoặc tìm thấy những nguồn thu nhập mới. Việc kinh doanh của người tuổi Kỷ Hợi đang làm chủ trong thời gian này cũng trở nên thuận lợi hơn, mở ra nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, dù là tháng cô hồn, tình hình làm ăn nhìn chung không được tốt, nhưng vận trình của tuổi Kỷ Hợi vẫn không có dấu hiệu chững lại, thậm chí là còn phát đạt hơn. Con giáp tuổi Kỷ Hợi vốn chăm chỉ, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao, nên thời điểm này bản mệnh thường xuyên được đảm nhận vị trí quan trọng trong công việc. Nhìn chung, sự vất vả của bạn có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba so với bình thường, nhưng đó cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ bản thân. Bạn sẽ không biết mình có thể tiến xa tới mức nào nếu không có những áp lực như thế xuất hiện. Bản mệnh là người luôn có sự độc lập nhất định trong cách làm việc, vì thế không hề ngại khó khăn hay bất cứ trở ngại nào. Nhờ thế mà bạn có thể giành những thành tích đáng nể, cho dù không nhận được sự hậu thuẫn quá nhiều từ mọi người. Tuổi Kỷ Hợi cho thấy bạn là không sợ gian nan, thậm chí sẵn sàng đối mặt với vấn đề để xử lý chúng tận gốc. Thái độ làm việc tích cực này được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, tuổi Kỷ Hợi có phần hiếu thắng, thích thể hiện cái tôi nên không phải ai cũng thích. Chính vì vậy mà có một số kẻ cố tình nói xấu đâm sau lưng bạn. Do đó, tốt hơn hết là không nên tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình ngay lúc này. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, khía cạnh sức khỏe là một trong những vấn đề khiến con giáp tuổi Kỷ Hợi phải lo lắng rất nhiều. 14 ngày đầu tháng, cửu tử bay về vị trí trung cung, bản mệnh nên đề phòng các bệnh liên quan đến mắt và tim, tránh làm việc hoặc lao động quá sức. Nhớ rằng, công việc có quan trọng nhưng cũng không thể nào sánh được với sức khỏe của bạn. Thế nên, ngay khi cảm thấy những biểu hiện không tốt thì nên dừng công việc lại để được hoàn toàn nghỉ ngơi. Đừng lo rằng bạn sẽ lười, vì những người có tinh thần như tuổi Kỷ Hợi không ít. Mỗi khi có việc quan trọng, bạn vẫn đủ tập trung để xử lý. Do đó, thời gian này quan trọng nhất đó là bảo vệ sức khỏe của mình, nhất là từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Điều có thể dễ thấy nhất đó là dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Vì thế bản mệnh nên ưu tiên các đồ ăn, thức uống giúp bổ phổi của mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, tam hợp dành cho bạn những trải nghiệm ngọt ngào, thú vị trong tình cảm gia đình mà ít khi bạn có được.
Sự cảm thông của người thân thực sự là niềm an ủi lớn cho bạn khi đối mặt những khó khăn trong cuộc sống. Và quan trọng nhất trong gia đình vẫn là có người thấu hiểu và bao dung cho mình. Bạn càng nhận rõ giá trị của những điều đó từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, khi nó mang lại cho bạn cuộc sống êm đềm, hạnh phúc mà bạn muốn. Tiếp theo sau đây sẽ là dự đoán vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày một từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xem tử vi 4 ngày này của tuổi Kỷ Hợi cho thấy hung cát đang xen, một mặt dưỡng quý nhân, mặt khác vẫn có tiểu nhân dây quanh hãm hại, bản mệnh nên dĩ hòa di quý, bình tĩnh hành sự mới tránh được xui xẻo. Quý nhân tam hợp mang tới cơ hội việc làm mới, làm ăn khá lớn cho tuổi Kỷ Hợi, nhưng song hành với đó là tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ, tìm cách hãm hại, tranh quyền đoạt vị. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh quy hoạch lại kế hoạch cũng như mục tiêu công việc. Hãy dành thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho mình, có như thế thì hiệu quả công việc mới nâng cao. Thời điểm này, về mặt công việc, con giáp tuổi Kỷ Hợi khá chủ động và quyết định mọi việc khá dứt khoát. Có thể là vì có người hỗ trợ nên bản mệnh cảm thấy tự tin tiến bước. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có những người đang ganh tị với những gì bạn đang có và ngấm ngầm làm hại. Việc mọi thứ tác động lên chúng ta không quan trọng bằng cách chúng ta phản ứng với nó. Vì thế bạn đừng vì lúng túng trong cách xử lý hay sao nhãng mà có những quyết định thiếu suy nghĩ. Thậm chí cả những việc cần quyết định ngay cũng phải đợi khi bạn bình tĩnh hơn đã. Nếu không bạn sẽ gặp xui xẻo, dễ phạm sai lầm. Có nhiều hạng mục công việc cần phải hoàn thành trong thời điểm này, vì thế cố gắng tập trung hơn một chút. Dù có việc gì gây sao nhãng cũng nên gạt sang một bên để bạn thực hiện xong đã, rồi mới có thời gian xử lý việc khác. Trong những ngày này, hợp tác làm ăn khá thuận lợi. Tuy nhiên, con giáp tuổi Kỷ Hợi nên ưu tiên những người mà bạn đã từng làm việc trước đây, người mà bạn đã hiểu rõ về họ để bạn không choáng ngợp bởi những sự cố bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, một số người tuổi Kỷ Hợi có chức có quyền thì tài lộc cũng có phần chững lại, vì có người cố tình gây hại ngáng đường. Cho dù bạn có ra sức kháng cự những người này cũng không ích gì. Nếu có ý định kiện cáo thì nên tránh, không nên làm. Trong lúc này, có những con người xấu xí xuất hiện cản con đường kiếm tiền của mình, thì bạn mới có cơ hội nhận ra ai đang thực sự tốt với bạn. Vì thế, đừng tỏ ra hằn học hay tức giận quá nhiều. Việc của bạn là tập trung vào các cách gia tăng lợi nhuận và đảm bảo các mục tiêu đã đề ra. Với những ai đang có kế hoạch đầu tư, thì thời điểm này bản mệnh nhận diện thêm được những cơ hội mới khá tốt. Đang trong thời gian cân nhắc nên bạn cũng cần cẩn thận với những ý kiến của con mồi đang hối thúc bạn ký kết hợp đồng. Theo phong thủy phi tinh, lục bạch bay về phương Tây Bắc chủ về việc đi lại, bản mệnh có thể thay đổi công việc hoặc có việc phải đi. Tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Kỷ Hợi có dấu hiệu đi xuống vì bạn bận rộn với quá nhiều việc phát sinh và không có thời gian để chăm sóc bản thân đúng cách. Muốn làm việc sáng suốt thì tinh thần của bạn phải tốt. Để có được điều đó thì bạn nhất định không nên bỏ bê việc tập luyện đâu. Ngoài ra, bạn cũng không nên quên kế hoạch cân đối bữa ăn hàng ngày sao cho đủ chất. Hạn chế việc ăn đồ quá mặn hoặc quá ngọt cũng là cách bạn tôn trọng cơ thể mình. Nhất là ai có sở thích uống nước ngọt như Coca, Pepsi, đồ uống đóng chai thì nên cân nhắc lại. Tiếp theo là tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xem tử vi hàng ngày của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, người tuổi Kỷ Hợi trong những ngày này với tâm trạng hân hoan khi vận trình của bạn đạt được những bước chuyển biến rất tích cực. Đặc biệt là được quý nhân tam hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc của con giáp này tìm được hướng đi phù hợp, tháo gỡ khó khăn, nhờ đó cơ hội thăng tiến của bản mệnh cũng rõ ràng hơn so với trước đó. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh chủ động và tự tin hơn, biết cách nắm bắt cơ hội. Bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra. Tình hình tài chính của những người tuổi Kỷ Hợi vẫn đang ở mức ổn định. Áp lực tài chính không quá lớn nên người tuổi này có thể ung dung chạy theo những kế hoạch kiếm tiền và tiêu tiền theo đúng sở thích lý tưởng của mình. Tuy nhiên trong những ngày này, tuổi Kỷ Hợi cần cẩn trọng khi di chuyển, tránh vì một phút bất cẩn mà để tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Điềm báo tai họa bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tốt nhất nên có sự cẩn thận ngay từ đầu sẽ hạn chế được xui xẻo. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi trong những ngày này có những khó khăn, trở ngại nhất định, nhưng may mắn rằng đến cuối cùng bạn vẫn sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ người khác.
nên vẫn hoàn thành được kế hoạch đã đề ra một cách ổn thỏa. Thậm chí có người may mắn còn có cơ hội thăng tiến ngay trong thời gian này, nhờ biết biến nguy nan thành cơ hội để bứt tốc mạnh mẽ. Có thể thấy cùng là đối mặt với khó khăn, nhưng ai có bản lĩnh, biết cách vận dụng năng lực của mình một cách khéo léo thì sẽ thấy khó khăn cũng đồng thời là thách thức và cơ hội để bản thân phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đó sẽ là những người ôm được chiến thắng sau cùng. Một điều cần lưu ý là bạn nên duy trì tinh thần làm việc của mình sao cho thật ổn định. Đừng vừa thấy khó, thấy rối đã có suy nghĩ trốn tránh hay đùn đẩy. Có những lúc bạn rất hăng say, có trách nhiệm, chí khí ngùn ngụt, không ngần ngại che giấu tham vọng của mình, nhưng ngay sau đó có thể lập tức cảm thấy chán trường, ngại va chạm, lười tranh đấu vì sợ thất bại. Nếu cứ giữ thái độ ủ rũ như vậy, dù quý nhân có ở ngay bên cạnh cũng chẳng thể giúp đỡ bạn nhảy qua những vật cản đường trước mắt được. Hãy nhớ dựa vào chính bản thân mình là thứ đảm bảo chắc chắn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đừng trông mong không cần làm gì nhưng vẫn sẽ có người đến giúp mình bạn nhé. Thêm nữa, dù đạt được thành tựu cũng tránh tỏ thái độ kiêu ngạo, kẻo bạn sẽ vô tình rước lấy những thị phi không đáng có. Chốn công sở, môi trường làm việc vốn tồn tại rất nhiều cạnh tranh ngầm, tiểu nhân cũng luôn rình rập ở xung quanh, chỉ chờ bạn sơ sẩy là lập tức hãm hại bạn. Đặc biệt thời điểm trong tháng cô hồn, bạn tốt nhất nên hành động cẩn trọng, khiêm tốn, chớ nên tự gây rắc rối cho bản thân. Tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi nhìn chung không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, có chăng chỉ là vì áp lực công việc quá lớn, mãi mê lo cho sự nghiệp mà không nghỉ ngơi điều độ. Ăn uống thất thường, lại thường xuyên được mời tham gia các buổi tiệc xã giao nên gia tăng áp lực lên dạ dày, thậm chí tăng cân mất kiểm soát. Thói quen sinh hoạt không điều độ thường bị xem nhẹ, nhưng đó lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra không ít chứng bệnh nguy hiểm, mà một khi mắc phải sẽ gây xáo trộn không nhỏ cho cuộc sống của bạn. Do đó, khi cơ thể vẫn đang khỏe mạnh thì chớ nên chủ quan, nhất là khi hung tinh Bạch Hổ xuất hiện trong tháng cô hồn này, là điềm báo tai họa bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào như bị tai nạn, bệnh nặng, bị thương. Điều này nhắc nhở tuổi Kỷ Hợi nên cẩn trọng khi di chuyển, điều khiển phương tiện giao thông, tránh vì một phút bất cẩn mà để xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Khi đó chẳng những khiến cơ thể bị tổn hại, mà bạn còn phải bỏ ra số tiền lớn để khắc phục sự cố. Tốt nhất nên có sự cẩn thận ngay từ đầu sẽ hạn chế được xui xẻo. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy, để tối ưu hóa luồng năng lượng và cuối cùng, một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn, đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa giận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực, cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất, còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro. Xui xẻo, hơn nữa,
Hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi. Qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.